Với tiêu chí máy bền, chụp ảnh đẹp, quay phim nét, dùng livestream nhiều, mình thấy chiếc Xiaomi K70 là một trong những chiếc máy được tham khảo và lựa chọn khá nhiều ở thời điểm hiện tại. Tại sao vậy? Đầu tiên, máy có thiết kế vuông ức, sang trọng với khung kim loại và mặt kính trước và sau cao cấp. Máy sở hữu tấm hình OLED và có tần số quét là 120Hz, giúp cho mọi tác vụ sử dụng và các hình ảnh chuyển động được tái tạo mượt mà, không bị nhòe. Camera của máy có khả năng chống rung quang học OIS, giúp quay video ổn định và chụp ảnh trong môi trường thiếu sáng tốt. Máy còn cho phép bạn ghi hình ở độ phân giải lên đến 8K. Màu sắc khi chụp ảnh hiển thị chân thật, sống động, có độ tương phản cao. Thứ hai, đây còn là một chiếc điện thoại có hiệu năng mạnh mẽ, vượt trội. Sử dụng con chip Snapdragon 8 Gen 2 đảm bảo xử lý các tác vụ đa nhiệm, chơi game, quay phim, chụp ảnh, chỉnh sửa video một cách mượt mà và nhanh chóng. Phần cam trước của máy là 16 chấm, cho phép bạn chụp ảnh, selfie, quay video, thực hiện cuộc gọi video sắc nét. Cùng với tính năng HDR giúp cân bằng độ sáng và tạo ra những bức ảnh đẹp, mượt mà, chân thật. Với dung lượng pin 5000 và sạc nhanh 120W, bạn có thể đảm bảo phiên live của mình hay quay chụp video với hơn 30 phút sạc máy. Link sản phẩm mình để bên dưới. Cảm ơn bạn đã xem video và đừng quên ấn theo dõi kênh đấy nhé.